Việt Nam đã và đang nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại miền Trung Việt Nam. Tất cả người dân đều có chung một mong muốn mãnh liệt, đó là hướng đến một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn. Các bạn nữ ở đây thường phải nghỉ học sớm để lấy chồng, để phụ giúp gia đình. Bạn bè em nhiều người chỉ học xong cấp 2 là đã nghỉ học, nhưng em rất muốn được đi học. Em học rất chăm chỉ và đã đạt học sinh giỏi nhiều năm rồi. Em rất muốn được học xong đại học. Có là về cho tôi một phi cho mình làm cái tì tầm bà em có là cấp lên cái gối xìu cầu trung gian hàng con cho nên bay gần trên ngoài cái trước mình trâu cắt trên trước là khỏi bơn được sạch khỏi được tạ được sạch rụng khỏi táo mà đang chơi chơi được bộ cào thêm một sữa. Trước kia trẻ không được đi học mẫu giáo vì trường cách nhà xa lắm. Bọn trẻ trong làng thường ở nhà tự chơi với nhau, ở gần suối, gần đường, dinh dưỡng không được đảm bảo, nên suy dinh dưỡng và ốm yếu và có nhiều khó khăn khi đi học tiểu học. Chương trình học bổng của Vitri đã giúp cho em tiếp tục giấc mơ được đi học. Em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể giúp gia đình và quê hương thoát khỏi đói nghèo và có một tương lai tốt đẹp hơn. Học bổng này đã thay đổi cuộc đời em. Bên riêng xin hoàng cái khai, xin hoàng trương như nước giàu, thảo rầy cái ạ, xin hoàng dùng băng điên nhá. Hột đỡ, hột bơm, hồi đỡ lăn đồng. Hay ở một tàu rầy cái ạ, cái bà đất chỗ bà rưu, chỗ đau, dương, đã ngoại được đời. Một nhà mẫu giáo được cây hòa bình xây gần nhà tôi, bọn trẻ thích đi học lắm, học nhiều cái mới, được ăn ngon. Các cô chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo. Tôi rất vui vì các con được vui chơi và học tập trong một môi trường an toàn. Hàng ngày, Beatrice Việt Nam giúp rà rạch bom mình và trả lại đất đai an toàn cho người dân và cộng đồng yên tâm sử dụng. Các chương trình của Beatrice luôn hỗ trợ các sáng kiến phát triển cộng đồng, cũng như tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái có thể sống trong môi trường an toàn, được giáo dục tốt và yên tâm về kinh tế. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, hàng ngàn người như ông Clark, em Phùng, bà Trân và chị Soan có thể vươn lên thoát khỏi tình trạng đói nghèo do hậu quả của chiến tranh.